tòa xét xử 92 người bị chính phủ Thái Lan cáo buộc tội buôn người đã bắt đầu vào hôm thứ Ba 15 tháng 3 vừa qua tại Bangkok, Thái Lan. Vụ án khởi nguồn từ tháng 5 năm ngoái, sau khi cảnh sát Thái Lan phát hiện thấy cả trăm ngôi mộ chung dọc theo biên giới Thái Lan và Malaysia. Những kẻ cầm đầu đường dây này bị cáo buộc tổ chức các đường dây đưa người vượt biển và vượt biên giới, thổi bùng lên vấn nạn di cư ở Đông Nam Á hồi đầu năm. Cảnh sát Thái Lan đã triệt phá được đường dây buôn người bỏ rơi những người nhập cư trên biển. Sau vụ việc này, nhiều nước đã không cho phép tàu chở người nhập cư cập bến. Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết phiên tòa có thể kéo dài đến một năm vì có đến hơn 400 nhân chứng được gọi ra tòa để đối chất với các bị cáo. Các nhóm hoạt động nhân quyền đã bày tỏ lo ngại rằng việc kéo dài phiên tòa có khi lên đến 2 năm, có thể đặt hàng trăm nhân chứng vào vòng nguy hiểm vì không được bảo vệ đầy đủ. Theo báo cáo của Văn phòng Theo dõi và Chống buôn người Hoa Kỳ, Thái Lan nằm ở chót bảng bởi không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu trong việc chống nạn buôn người. Theo cáo trạng của tòa, đường dây này có dính líu đến một số viên chức cao cấp của Thái Lan, trong số bị cáo có một viên tướng và một cảnh sát địa phương. Chính quyền Thái Lan cho biết có gần 50 nghi phạm vẫn đang được tự do, nhiều trong số đó đã chạy tới Myanmar.